Thái Lan tiết lộ lý do không ký thông cáo chung tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói về mục đích tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine. Lãnh đạo đảng cực hữu Pháp nêu mục tiêu vị trí chính phủ sau bầu cử. Dộ tin Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán hạt nhân chính thức sau 5 năm. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng nước này không ký thông cáo chung trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, một phần vì Nga không tham gia sự kiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh, có hai lý do chính cho việc này. Thứ nhất, nó liên quan đến các quy trình nội bộ của chúng tôi. Những tài liệu như vậy, nếu muốn ký, cần có sự chấp thuận của nội các. Thông cáo đã được thảo luận rất lâu, cho đến những phút cuối cùng của hội nghị, vì vậy chúng tôi không thể thông qua. Thứ hai, tài liệu này cần phải được thảo luận thêm, không phải tất cả các bên liên quan đều có mặt ở đó, Nga không ở đó, Trung Quốc cũng không góp mặt. Hội nghị về Ukraine diễn ra từ ngày 15 đến 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Danh sách tham gia được công bố vào ngày 14 tháng 6, bao gồm hơn 90 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế, Nga, Trung Quốc, Belarus, Ai Cập, Iran, Cuba và một số nước khác không tham dự. Ukraine và đồng minh không thể thuyết phục được các quốc gia trung lập lớn ký vào tuyên bố chung cuối cùng và không có quốc gia nào đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Tổng cộng có 80 quốc gia và tổ chức, bao gồm Ukraine và 4 tổ chức châu Âu đã ký tuyên bố chung cuối cùng về hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, nhiều quốc gia và tổ chức không ký vào bản tuyên bố này, gồm Armenia, Bahrain, Brazil, Tòa Thánh Vatican, Ấn Độ, Indonesia, Libya, Mexico, Ả Rập Xê Út, Slovakia, Nam Phi, Thụy Sĩ, Thái Lan và UAE. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo nước này sẽ không tham dự hội nghị vì Bắc Kinh cho rằng cần có sự tham gia bình đẳng của Nga và Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh luôn khẳng định rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được tổ chức với 3 yếu tố quan trọng. Đại diện của cả Nga và Ukraine phải có mặt. Sự tham gia của tất cả các bên phải bình đẳng và mọi kế hoạch hòa bình phải được xem xét công bằng. Ngày 18 tháng 6, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak thông báo rằng các quan chức nước này đã bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai. Theo ông Yermak, hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai sẽ chỉ diễn ra khi các nước thành viên thống nhất được kế hoạch chung. Quá trình này dự kiến sẽ mất vài tháng và còn rất nhiều việc phải làm. Ông Yermak cũng đề cập rằng đại diện của Nga có thể được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai để thảo luận về kế hoạch hòa bình. Ngày 20 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã có những tuyên bố về việc sử dụng tên lửa không đối đất và máy bay không người lái UAV để tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Đài RT dẫn báo cáo cập nhật thường kỳ của Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận các lực lượng quân sự của họ đã sử dụng tên lửa không đối đất và thiết bị bay không người lái UAV để thực hiện các cuộc tấn công xuyên đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả việc Kiev tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga và tất cả các loại vũ khí đã trúng mục tiêu từ xa như đã lên kế hoạch. Về phía Ukraine, công ty quản lý hệ thống truyền tải điện thuộc sở hữu nhà nước Ukrainego báo cáo đã có thiệt hại tại một số khu vực trên cả nước, bao gồm cả vùng Kiev, nơi cung cấp điện cho thủ đô Ukraine. Ukrainego tuyên bố đây là lần thứ 7 kể từ ngày 22 tháng 3, Nga tấn công dẫn đến việc phải hạn chế tiêu thụ điện. Để giải quyết vấn đề thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, Ukraine đã thực hiện cắt điện luân phiên trên toàn quốc. Ukrainego nhấn mạnh, để giải quyết sự thiếu hụt của hệ thống năng lượng, chúng tôi phải nhập khẩu và đề nghị châu Âu viện trợ khẩn cấp. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho biết thêm rằng, trong 24 giờ qua, Ukraine đã nhận được hơn 27.000 MWh từ Romania, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Moldova. Theo đài RT, kể từ tháng 1 năm 2024, Kiev đã cố gắng tấn công các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga bằng UAV cảm tử tầm xa. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã quyết định tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công này. Ông Putin cho biết thêm, các hoạt động này bắt đầu khi thời tiết đủ ấm để việc mất điện không gây ra nguy cơ nhân đạo nghiêm trọng nào. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công bằng UAV gần đây của Kiev đã diễn ra trong đêm. Trước đó, hồi đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã triển khai hàng loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và kho chứa thiết bị mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các vũ khí phóng từ trên không và trên biển
có độ chính xác cao đã được sử dụng trong đợt tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, vốn được sử dụng để hỗ trợ cho hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Ngoài ra, đợt tấn công cũng nhằm vào các kho chứa vũ khí do phương Tây sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Tuyên bố có đoạn, mục đích của cuộc tấn công đã đạt được, tất cả các mục tiêu đều bị tấn công. Phía Nga nhấn mạnh rằng, Moscow chỉ nhằm vào những cơ sở của Ukraine hỗ trợ cho hoạt động quân sự, chứ không phải dân thường. Về phía Ukraine, lực lượng nước này cũng đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các nhà máy chế biến dầu ở một số khu vực của Nga. Kể từ ngày 22 tháng 3, lực lượng Nga đã tấn công các trạm nhiệt điện và thủy điện, cũng như mạng lưới chính của Ukraine gần như hàng ngày, dẫn đến mất điện ở nhiều khu vực. Hồi tháng 5 vừa qua, trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, ông Galushchenko nói, "Chúng ta đang nói về số tiền thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và rõ ràng là thiệt hại sẽ tăng lên." Cũng theo Bộ trưởng Galushchenko, thiệt hại chủ yếu là ở các cơ sở sản xuất nhiệt điện và thủy điện, cũng như hệ thống truyền tải điện. Tối ngày 18 tháng 6, lãnh đạo Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp, ông Jordan Bardella tuyên bố đã từ chối cơ hội trở thành thủ tướng nếu đảng của ông không đạt được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sắp tới. Ông Bardella cho biết, "Nếu tôi được bổ nhiệm vào Matignon, văn phòng thủ tướng Pháp, và tôi không có đa số phiếu tuyệt đối, tôi sẽ từ chối việc được bổ nhiệm." Trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 6, ông Bardella một lần nữa khẳng định lập trường này. Ông Bardella tuyên bố, "Tôi nói với người dân Pháp rằng, để hành động, tôi cần có đa số phiếu tuyệt đối. Một thủ tướng với đa số tương đối không thể thay đổi mọi thứ. Tôi sẽ không thể hành động trong cuộc sống hàng ngày của người dân Pháp, trong các chính sách của nước này." Trước đó, Đảng Mặt trận Quốc gia đã thông báo ông Bardella là ứng viên của họ cho vị trí thủ tướng Pháp. Theo Reuters, Hiến pháp Pháp quy định Tổng thống có quyền bổ nhiệm thủ tướng, nhưng không nêu rõ những tiêu chí cụ thể mà Tổng thống phải tuân theo. Nếu Đảng Mặt trận Quốc gia giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, nhưng không chiếm đa số tuyệt đối và không muốn nắm quyền điều hành chính phủ, ông Macron có thể chọn đại diện từ đảng có số phiếu lớn thứ hai làm thủ tướng hoặc thiết lập một liên minh mới và bổ nhiệm thủ tướng từ liên minh này. Cuộc bầu cử quốc hội Pháp sẽ diễn ra với vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 30 tháng 6 và vòng thứ hai vào ngày 7 tháng 7. Mới đây, thông tin từ truyền thông Anh cho biết, Mỹ và Trung Quốc được cho là đã khôi phục các cuộc đàm phán không chính thức về vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau 5 năm. Reuters dẫn lời hai thành viên của đoàn đàm phán Mỹ cho biết, vào tháng 3 năm nay, Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc thảo luận không chính thức về vũ khí hạt nhân sau một thời gian gián đoạn kéo dài 5 năm. Người tổ chức cuộc đàm phán Jack Hyde cho phía Mỹ, học giả David Santoro lần đầu tiên chia sẻ với Reuters về các cuộc thảo luận này. Thuật ngữ Jack Hyde đề cập đến các biện pháp ngoại giao phi chính thức thường bao gồm sự tham gia của các học giả, cựu quan chức, nhà báo và doanh nhân. Trong khi đó, Jack 1 chỉ ra cuộc đàm phán chính thức giữa các quan chức cấp cao. Ông Santoro cho biết, trong cuộc đàm phán, Trung Quốc đã khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để giải quyết vấn đề Đài Loan. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả sử dụng vũ lực. Trong sự kiện này, đoàn đàm phán Mỹ có khoảng 6 thành viên, bao gồm cựu quan chức và học giả. Họ đã thảo luận với phía Trung Quốc trong 2 ngày tại Thượng Hải. Phía Trung Quốc đã cử một đoàn gồm các học giả và nhà phân tích, trong đó có một số cựu sĩ quan quân đội giải phóng nhân dân. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán Jack 2 có thể mang lại lợi ích. Người phát ngôn cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã không tham gia vào cuộc đàm phán hồi tháng 3 năm nay, dù họ biết về sự kiện này. Quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh, những cuộc thảo luận như vậy không thể thay thế các cuộc đàm phán chính thức. Các cuộc thảo luận không chính thức giữa hai cường quốc vũ khí hạt nhân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng tăng vì nhiều bất đồng. Mỹ và Trung Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán Trách 1 vào tháng 11 năm ngoái về vũ khí hạt nhân, nhưng các cuộc thương lượng đã đình trệ từ đó đến nay. Trong khi đó, các cuộc đàm phán Jack 2 giữa hai nước về vũ khí hạt nhân đã ngừng lại sau khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump rút nguồn tài trợ vào năm 2019. Sau đại dịch COVID-19, các cuộc thảo luận không chính thức đã được khôi phục về các vấn đề an ninh và năng lượng rộng hơn, nhưng chỉ có cuộc họp ở Thượng Hải vào tháng 3 là đề cập chi tiết về vũ khí hạt nhân. Chuyên gia Santoro nhận định, cả hai bên đều không hài lòng về cuộc thảo luận không chính thức mới nhất, nhưng họ đã thấy lý do để tiếp tục đàm phán. Ông cũng cho biết thêm, nhiều cuộc thảo luận đã được lên kế hoạch vào năm 2025. Nhà phân tích William Amberke của tổ chức Henry Stimson cho rằng, các cuộc đàm phán Jack 2 rất hữu ích trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng.
Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Singapore và hội đàm trực tiếp với tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân vào buổi chiều. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, Trung Quốc tin rằng liên lạc quân sự chiến lược cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc giúp ổn định quan hệ giữa quân đội hai nước. Trung Quốc duy trì thái độ cởi mở đối với vấn đề này. Trong khi đó, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Austin sẽ khẳng định lại quan điểm của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc, đồng thời cũng nêu những quan ngại của Washington đối với các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan.